chào quý khách hàng của nhà TTV. Hôm nay em Nhung có một cái tông màu xanh rất là ngọt ngào đúng không ạ? Nếu như mà các chị nhà mình nhìn cái bài viết và nhìn cái video mà em Nhung đang quay á thì chắc chắn luôn là các chị nhà mình cảm thấy cái màu xanh này cực kỳ là ngọt ngào. Em đảm bảo với các chị, hai mà các chị nhà mình nhận bên ngoài nó sẽ còn ngọt ngào hơn rất là nhiều nha. Thiết kế cho mình bằng chất liệu vải lụa gấm cao cấp và phông xòe nhẹ. Mẫu này thì em đi cho mình là dạng cổ vuông nè, tay thì nó hơi bồng một chút xíu. Để chị nào nhà mình có cái phần bắp tay không được thon gọn, bắp tay to thì mình có thể chọn những cái mẫu tay bồng như thế này, nó sẽ làm cho cái dáng tay của mình nó thon hơn và giúp cho mình dễ dàng trong các hoạt động hơn nha. Thiết kế thêm cho các chị hai túi hai bên thì cái phần túi này nó sẽ rất là tiện để chị em nhà mình đi làm đó, mình đựng một chút xíu những cái vật dụng nhỏ nhỏ, ví dụ như là son phấn này nọ. Chất liệu vải lụa gấm đó là một chất liệu vải khá là dày dặn, không có quá gọi là mỏng hoặc không quá dày, nó vừa đủ để giúp cho chị em nhà mình cảm thấy thoải mái hơn và có độ co giãn nhẹ giúp em Nhung ha. Rồi mẫu đó TTV 571 em đang mặc, nếu như mà chị nào nhà mình được ý thì ngay bây giờ nghe cái giá là các chị nhà mình thấy bất ngờ liền. Mẫu đầm chất liệu vải lụa gấm này bên nhà em chỉ có giá 475.000 thôi. Chia sẻ bài viết được hỗ trợ giảm giá thêm 20.000, chỉ còn có 455 nha. Chị nào ghé cửa hàng link mẫu đầm TTV 571 về nhà với giá 455.000. Còn chị nào nhà mình ở xa thì comment đặt hàng lên trên bài viết này giùm em, sẽ được hỗ trợ giảm giá và miễn luôn cả phí vận chuyển giao đến tận nhà cho các chị. Size của em đầm này là từ 45 cân cho tới size là 73 hoặc 74 cân tùy theo chiều cao của các chị mà mình có thể diện vừa size 3 XL của nhà TTV nha. Nhanh tay ghé liền ba cửa hàng của nhà em tại địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bái Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Hoặc là các chị nhà mình có thể comment đặt hàng lên trên bài viết giùm em theo cú pháp là TTV 571 và kèm giùm em số điện thoại của mình. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào